Em chưa, em đang xem em ạ. Thế á? Cây này à? Vẫn thích cây này à? Okay. Nói chung là quất tứ liên thì là có cái nét đẹp riêng của người Hà Nội. Năm nay lông dân mất mùa. Ừ, Tết rồi này. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Quang. Để tiếp nối cái chương trình video Tết năm 2022 năm nay thì Quang xin mời các bạn hãy ghé thăm cùng Quang một cái khu vực trồng quất tại phường Tứ Liên. Nơi đây cũng được mệnh danh là một trong những nơi trồng quất lớn nhất của Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Quang đi vào để khám phá nha. Đường rồi. Hôm nay là ngày cuối tuần các bạn ạ, nên là cái khu vực vườn quất Tứ Liên này thì cũng khá là đông. Và hiện tại bây giờ cái con đường để đi vào bên trong đó là cũng đã tắc đường rồi các bạn ạ. Quang đã đến khu vực vườn quất Tứ Liên rồi các bạn ơi. Và hôm nay Quang có một người đồng hành mới, đó chính là cậu con Giang. Chào mọi người đi con này. Chào mọi người ạ. Giờ thì hai bố con Quang sẽ đưa các bạn đi khám phá ở khu vực vườn quất Tứ Liên này các bạn nha. Quang đang đi trên cái con đường ở đây gọi là đường Đê Quai các bạn ạ. Thì rất là nhiều hộ dân. Thì đây là những cái khu vườn của người ta trồng quất này các bạn này. Nói chung rằng hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần các bạn ạ, nên là mọi người cũng dồn về đây cũng khá là đông. Và cái lưu lượng xe thì Quang để ý cũng thấy cũng khá nhiều đấy các bạn ạ. Thì không biết là tình hình giá quất năm nay ra sao. Và các bà con thì cũng những cái hộ dân trồng quất ở đây thì người ta cũng tất bật để chở những cái cây quất cho những cái vị khách hàng của mình. Và để cập nhật xem cái tình hình giá quất năm nay thì Quang sẽ vào một nhà vườn để xem cái giá quất năm nay có biến động gì nhiều so với mọi năm không các bạn nhé. Giờ thì xin mời các bạn cùng Quang vào trong khu vực vườn. Cháu chào cô ạ. À vâng. Cô ơi, cho cháu tham quan vườn quất của nhà cô một chút được không ạ? Đấy, cứ vào đi. Đây các bạn này. Một vườn quất rộng bao la bát ngát luôn các bạn này. Nhìn thấy tuyệt vời không ạ? Ở đây thì trước mặt Quang thì có những cái cây quất khá là lớn các bạn này. Đấy, được những chủ vườn ở đây người ta cũng trồng lên những cái chậu sẵn rồi. Và những cái thế quất rất là đẹp. Quả thì rất là nhiều luôn các bạn nhé. Quả đây theo Quang nhìn thì nhiều lắm các bạn ạ. Sai chíu chịt luôn. Và đây có một cây quất rất là đẹp này. Vừa có quả xanh này, quả chín này, lộc và hoa này. Hội tụ đủ những cái tố chất của một cái cây quất đẹp các bạn này. Đẹp lắm các bạn ạ. Và bây giờ thì Quang sẽ đưa máy qua một vòng để các bạn ngắm xem cái khung cảnh ở cái khu vườn này nha. Đâu đâu cũng thấy là quất luôn các bạn này. Nhiều vô kể. Con có thấy quất ở đây đẹp không? Có ạ. Thế à?
Thế là đi một vòng cùng với bố xem cây nào đẹp. Thì năm nay con thích quất hay là thích đào? À? Thích quất hơn. À, thích quất hơn. Đang hỏi cậu con trai xem là năm nay nhà mình chơi quất hay chơi đào. Thì cậu ấy bảo là thích quất hơn các bạn ạ. Thế con đi con ngắm nhé. Nhận xét xem là cây nào mà ưng ý mình thì nhà mình mua. Một vài hôm nữa nhà mình đến đây nhà mình mua nhé. Ok. Ở đây có một cái cây cũng rất là to và cái tán này nó rủ xuống tận cái chân đế của chậu luôn này các bạn này. Wow. Rất là to đẹp luôn. Hoa này, quả xanh này, quả chín này. Đấy. Có một cái cây bé thôi nhưng mà lại đầy đủ. Đây, đây, lọc đây. Quả này, quả xanh, quả chín, đẹp lắm các bạn ạ. Nói chung là ở khu vực Tứ Liên này thì người ta rất là nổi tiếng về cái việc trồng quất này rồi các bạn ạ. Theo như miền Bắc thì mình gọi là cây quất các bạn ạ. Còn cái quả quất bên trong ở Sài Gòn thì người ta gọi là quả tắc hay cây tắc đấy. Thì Quang sẽ đi ra để hỏi xem cái giá quất năm nay thế nào để gửi tới các bạn tham khảo nha. Và nếu các bạn xem video thấy thú vị thì cho Quang xin một nút đăng ký kênh, nhấn like, bình luận và chia sẻ video giúp Quang nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đẹp quá. Hôm nay là ngày nghỉ các bạn ạ, nên là cái lưu lượng người đổ về cái khu vực Tứ Liên này cũng khá là đông. Và trong cái lúc mà lúc Quang đi vào đấy thì hiện tại cũng có một số chỗ tắc đường. Do là người ta cũng vận chuyển cây cối nên là có đôi chút ách tắc giao thông các bạn ạ. Chứ còn tình hình thì ở trong khu vực bên trong này thì cũng khá là ổn các bạn nhé. Vì hôm nay mới chỉ là ngày 13 âm lịch thôi nên là cũng chưa có đông lắm. Còn khoảng ngoài 20 đổ ra ấy, thì khu vực này rất là đông, lúc nào cũng tắc luôn. Chứ không phải là như hôm nay mà Quang đưa các bạn đi là đường cũng còn tương đối dễ chịu, di chuyển được các bạn ạ. À, đây. À, đâu rồi? Ô, cô đi đâu rồi? Ồ, thế lúc nãy là anh vừa thấy cô ở đây là mẹ em à? Vâng. À thế à? Mình ra đây thì không gặp cô lúc mới vào nên là hiện tại đây là con gái của cô ấy. Em có thể cho mọi người biết tên mình là gì được không? Em tên là Hương. Em tên là Hương à? Thế thì cho anh hỏi một chút rằng là cái tình hình giá quất năm nay so với mọi năm thì có cao hơn hay thấp hơn so với mọi năm không em? Giá năm nay thì theo tình hình thị trường chung ấy thì là vừa dịch bệnh, vừa đại loại là khí hậu rồi các thứ nên là cây nó cũng không được ổn định so như là những năm trước ấy. Nên ra giá thành nó cũng gọi là cũng có phần kém hơn năm trước, nó không được cao như các năm to kia. Thật sự năm nay là kiểu người dân trồng cây năm nay là thất thu. Thất thu vì do dịch do Covid vừa, hay là do cái khí hậu thời tiết ấy? Của Covid một phần và khí hậu một phần. Thế có nghĩa là năm nay thì mình trồng cây và chăm sóc cây thì khó khăn hơn mọi năm à? Khó khăn hơn, tại vì như quả của năm nay là không được to như mọi năm ấy. Tại vì là khí hậu nó ra thì lúc thì nó nóng quá, thành ra cây nó ra hoa muộn. Hoa muộn thành ra quả nó không được to như mọi năm. Thế thì nhà mình mở vườn bán cho khách từ ngày nào? Nhà em bán cho khách từ tháng 11 cơ. Từ khi mà nhà mình mở vườn đến bây giờ thì đã bán được nhiều cho em? Nhà em bán chỉ đến giờ phút này chỉ được gọi là 1/3 vườn. 1/3 vườn. Vâng. Năm nay nhà mình trồng được bao nhiêu cây? Nhà em năm nay trồng là tầm 650 cây. 650 cây. Vâng. Thế là cái số lượng năm nay so với mọi năm thì là ít hơn hay là nhiều hơn? Ít hơn ạ. Ít hơn. Thế thường thường mọi năm là nhà mình trung bình nhà mình trồng được bao nhiêu cây để bán ra thị trường? Bán ra thị trường như năm trước là
nhà em rồng là hơn 700 cây. Nhưng mà năm nay là cũng ít rồi, nhưng chắc tình hình này chắc không hết được vườn. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Đâu, cây nào đẹp hả con? Thế à, Hương ơi, cho anh hỏi cái cây này nhà mình bán ra là bao nhiêu tiền? Thế này. Như cây này năm trước ấy thì nhà em bán nó tầm khoảng triệu, hơn triệu một tí. Nhưng mà năm nay thì không thể được cái giá đấy. Thế tầm tầm khoảng bao nhiêu tiền ấy? Nếu mà gặp nào khách ấy, gặp khách thì được tầm 700, mà không chỉ 500. Wow. Thế có nghĩa là mình giảm mất 50% so với cái giá của những năm trước đúng không? Vâng. Nhưng mà anh thấy cây này cũng đẹp mà. Vâng. Có hoa này, rồi quả xanh, đầy đủ quả hết, chín. Cả lộc cả hoa. Lộc thì đây có mấy cái lộc đây. Vâng. Nhưng mà lộc thì cũng lá thì cũng hơi giả giả một chút. Cây này là cũng loại tương đối rồi. Cây này cũng tương đối đẹp rồi đấy. Thế những cái cây to, những cái cây to như ở bên dãy bên này thì sao hả Hương? Những cái cây to bên trên dãy này này. Như cây này thì khoảng 3 đến 4 triệu. 3 đến 4 triệu. Tại vì là cái bình sứ mua vào cũng rất là đắt rồi. Bình sứ mua vào cũng đắt đúng không? Vâng. Cây này rất là đẹp luôn này. Rất là nhiều hoa nụ. Nhưng mà có mấy cái lộc thì lá nó hơi vàng vàng một chút. Em có thể giải thích là cái lá vàng vàng này nó bị sao không hả em? Như cái cây như thế này thì là cái rễ của nó hơi bị kém. Nên là mới gây cái hiện tượng vàng lá. Vâng. Còn những cái cây xanh to khỏe như cây bên trong kia thì mới là cây đẹp. Đâu, em có thể chỉ giúp anh với mọi người cùng biết được không? Đây, như cây như thế này là cây rất là khỏe, đẹp. Đây à. Wow, cây này rất là to. Đấy, đây cây này cũng thế này. Là cây đẹp. Cây đẹp. Gọi là tương đối đẹp. Như cái cây này là đẹp nhất tại vườn mình chưa? Bê đi rồi anh ạ. Cây đẹp nhất thì bê. Cây đẹp nhất là bê đi rồi đúng không? Thế như cái cây này thì là bao tiền ở Hương? Cây này nếu mà bán thì gọi là nhẹ nhàng thôi, cứ gọi là 6 triệu thôi. 6 triệu. Không phải là cao quá. Mà cái dáng cũng đẹp. Vâng. To chứ. Đấy là cái giá 6 triệu là giá của năm nay đúng không? Giá năm nay đấy, em đang nói của năm nay đấy. Thế chứ mọi năm thì cây này thì chắc phải cỡ chục cả chục triệu. Vâng. Thế nên bảo là năm nay nông dân mất mùa. Thì nói chung là cả thế giới cũng bị ảnh hưởng mà em, vì đại dịch Covid. Nên là Việt Nam mình thì cũng ảnh hưởng theo. Vâng. Nói chung tất cả các ngành nghề đều chịu sự ảnh hưởng hết. Năm nay họ mua cây là cũng chỉ tầm thấp thôi, chứ họ không mua cây đắt quá. Họ chỉ mua cây khoảng em thấy bình thường cứ tầm 2 triệu là họ mua nhiều. Thì cũng anh cũng nhìn nhận ra được cái vấn đề rằng là kinh tế cũng bị suy thoái nhiều vâng. Nên là người ta cũng phải cân đo đong đếm trong cái việc chi tiêu hàng ngày, thậm chí cả Tết. Đúng rồi. Con đã chọn được cây nào chưa? Để cây này à? Vẫn thích cây này à? Ok. Được rồi, để vài ngày nữa thì bố con ta sẽ lên trên này để mua nhá. Ok. Thế năm nay không thích chơi đào nữa à? Chúc em từ giờ đến Tết là mình sẽ bán được hết cái số cây tại vườn nhanh chóng. Để ăn Tết vui vẻ cùng gia đình em nha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Giờ thì mình sẽ tạm biệt bạn Hương. Tiếp tục mình sẽ đi cập nhật xem giá cả, xem tình hình hôm nay thế nào nhá. Đây có hai vị khách đi. Vâng, cháu chào hai cô. Chào cô, chào chị. Nhà mình đi sắm Tết nhá. Dạ vâng. Thế nhà mình đã ưng được cây nào chưa cô? Thế à? Thế cô định mua ở vườn nào? Bây giờ cô đang đi ngắm. Thế ạ. Cô đã hỏi được cái giá quất năm nay ở một số vườn chưa? Năm nay rất là nói chung là nó cũng như năm ngoái thôi mà. Thế à? Thế cháu có năm nay đẹp. Đẹp.
Cháu thấy chủ vườn thì bảo rằng là cái giá năm nay thì nó thấp hơn so với giá năm ngoái quá. Quất mini nhưng mà rất là đẹp, giá trị các bạn này, giá trị ở những cái quả to này. Đấy, hoa này, lộc. Và cây này có đủ nhá các bạn nhá. Cả quả xanh luôn các bạn này. Đấy các bạn nhìn thấy khu vực này. Chỗ cái đầu tai quang chỉ đây là quả xanh này. Quá là đẹp luôn các bạn ạ. Ở đây là một loạt những cái cây quất mini. Đâu? Quả này rất to và đẹp luôn này các bạn. Hoa này, lộc này. Ở đây toàn những cây đẹp cho con ạ. Ở đây có một cái cây quất, quả thì hơi nhỏ một chút nhưng mà cái thế rất đẹp luôn. Và được chủ vườn người ta cũng đã chăm sóc và tỉa tót theo một cái thế rất đẹp. Rồi, đây có một cây quất cực kỳ sai quả luôn các bạn. Chịu. Cái cành ở dưới này là quá là nhiều quả luôn. Nhìn thích không? Các bạn nhìn thích không ạ? Đẹp, quá đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây là cả một cái cây đây, bao quát cả một cái cây đây các bạn ạ. Cái phần này thì rất ít quả nhưng mà lại rất là nhiều hoa. Đấy. Khu vực trồng quất lại lẻ loi một cây hồng các bạn này. Nhưng mà cây hồng rất là đẹp luôn. Bông to. Đẹp không các bạn? Bông rất to luôn. Các bạn ơi, thì sau khi mà tham quan một vườn quất tiếp theo các bạn ạ, ở đây thì rất là nhiều cây quất đẹp. Kể cả cây to, cây nhỏ thì mỗi cây mang một cái dáng vẻ rất là đẹp. Và nói chung là quất năm nay ở cái vườn này mình thấy quả rất là to. Ở vườn bên cạnh thì lúc nãy mình có hỏi Hương ấy thì bảo do khí hậu thời tiết thì là cũng bị ảnh hưởng đến cái chất lượng cây và quả năm nay. Nhưng mà ở vườn này thì mình thấy cái quả to hơn hẳn so với cái vườn của nhà bạn Hương lúc nãy các bạn ạ. Một bạn gái đang đi xem quất thì bây giờ Quang sẽ hỏi xem là xem bạn ấy cập nhật được cái tình hình giá cả năm nay cho mọi người không nhá. Chào bạn. Bạn ơi, nhà mình đi đã chọn được cây quất nào chưa? Em chưa, em đang xem em ạ. Thế à? Thế mình đã biết qua về cái giá quất năm nay chưa hả bạn? Em vừa xem mấy cái cây to thì cũng khoảng tầm 20 triệu một cây. Thế à? Thế là mình có nhận định gì cái giá cả năm nay so với năm ngoái không? Thấp hơn hay là cao hơn? Năm nay sẽ thấp hơn mà. Thế... cây nhỏ cũng rẻ hơn. Thế à? Rồi. Rất là cảm ơn bạn. Thế là mình vẫn chưa chọn được cây nào ưng ý cho nhà mình à? Em chưa nhìn được cây. Thế thôi, bạn đi chọn tiếp đi nhá. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vừa gặp một bạn gái thì bạn cũng nhận định là cái tình hình giá cả năm nay cũng rẻ hơn so với năm ngoái các bạn ạ. Các bạn ơi, đây tiếp theo một cái vườn quất ở trong cái khu vực Tứ Liên này. Thì ở vườn quất này cũng khá là nhiều người để vào xem và chọn. Đây có hai bạn gái. Ok, chào hai bạn. Nhà mình đi đã chọn được cây nào ưng ý chưa? Chưa anh ạ. Thế à? Thế mình có nhận định gì cho cái giá quất năm nay so với mọi năm? Em không rõ đâu. Nhưng mà chắc là sẽ như mọi năm. Thế, thế mình đã tham khảo được cái giá quất cho mình hôm nay chưa?
thì mình mua theo cái tài chính của mình thôi. Mình định mua cây như nào thì mình sẽ tìm cây như thế để mình mua. Em gái có thể cho biết thêm một chút rằng là cái quất năm nay so với mọi năm thì có đẹp hơn hay là khác nhau so với mọi năm nó như nào không? Thực ra em vẫn thấy đẹp, quất Tứ Liên vẫn thấy đẹp. Thì nói chung là quất Tứ Liên là cái vùng quất nổi tiếng của Hà Nội rồi. Nên là người ta cũng chăm sóc rất là tốt và cái thổ nhưỡng ở đây cũng rất là thích hợp cho việc trồng quất nữa. Vâng ạ, chiều nay em có đi một phố Văn Giang thì em vẫn thấy ở đây vẫn đẹp hơn ạ. Nói chung là quất Tứ Liên thì là có cái nét đẹp riêng của người Hà Nội. Thế em gái đến từ đâu? Em ở gần đây ạ. Thế năm nay là nhà mình chơi quất chứ không chơi đào đúng không? Thì em thì năm nào cũng chơi quất, chơi đào. Chúng mình sẽ cho một cây nó để nó phù hợp để vừa để chơi được quất vừa để chơi được đào. Thế rồi, rất là cảm ơn em. Nhà mình đã chọn được cây nào ưng ý chưa ạ? Chưa chọn được cây nào cả. Đấy ạ. Đẹp quá. Đẹp quá. Vâng, thế cô có nhận định gì cho cái giá cả năm nay của quất Tứ Liên này không ạ? Giá cả thì cũng tham khảo mấy nơi rồi thì cũng thấy giá nó cũng như mọi năm nó chứ không có mấy hơn à. Dạ. Ngang ngang thế, thấy cái vườn này đẹp nhất ấy. Dạ vâng, vườn này thì quả cháu cũng to thấy đẹp nhất. Thấy là rất là đông người vào để xem. Rất là đẹp. Dạ, quất quất ạ. Dạ vâng, giá cháu thấy là chủ vườn thì người ta cũng nói là có thấp hơn so với quất này, vẫn cảm giác là như là sống bình thường với quý vị. Dạ vâng, là bình thường như mọi năm. Mình hít thở không khí trong lành, và cái thứ hai là mình cảm giác dạ vâng, cái không khí nó vui tươi nhộn nhịp mà như kiểu là dạ vâng có ám ảnh của cái đại dịch đi ạ. Dạ vâng. Thế cô chú đã chọn được cái cây nào cho nhà mình chưa ạ? Chưa, đang nghiên cứu, đang ngắm nghía xem là cây là nó hợp. Dạ, dạ vâng, cháu cảm ơn cô chú. Cảm ơn nhé. Vâng, cháu chúc cô chú ăn Tết vui vẻ nha. Các bạn ơi, sau khi mà đưa các bạn đi dạo quanh một vòng quanh khu vực vườn quất Tứ Liên và cũng cập nhật cho các bạn tình hình về giá cả năm nay, thì bây giờ cũng xin phép các bạn cho Quang kết thúc cái video này tại đây. Nếu thấy hay thì các bạn cho Quang xin một nút đăng ký kênh, nhấn like, bình luận và chia sẻ video giúp Quang nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.